Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vlet. Nếu các bạn là người yêu thích ca hát, muốn truyền tải, chia sẻ, mở rộng đến mọi người thì hãy lựa chọn ngay với sâu cạp V8 Bluetooth này nhé. Đây là một trong những phiên bản mới khi được tích hợp với khả năng kết nối không dây Bluetooth. Hứa hẹn đây sẽ là một trong những sản phẩm rất là tuyệt vời để các bạn có thể lựa chọn live stream trên các mạng xã hội như Facebook là Bigo hay là TikTok. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết xem chiếc sâu cạp này sẽ có điều gì đặc biệt nhé. Để có thể bắt đầu thì chúng ta sẽ chuẩn bị những dây kết nối cần thiết để tiến hành live. Ở đây những dây kết nối thì sẽ có sẵn ở trong bộ phụ kiện mà chúng ta mua về, nên là các bạn sẽ yên tâm là chúng ta sẽ không phải mua ngoài nhá. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cắm kết nối dây vào những cái cổng jack có ở trên sâu cạc nhá. Ở đây là những cổng jack mà chiếc sâu cạp V8 Bluetooth có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cổng jack là 650mm dành cho mic, có chân jack là 6.5. Tiếp đến bên cạnh thì chúng ta sẽ có cổng jack là 3.5mm dành cho mic, có chân là 3.5. Tiếp đến bên cạnh thì chúng ta sẽ có cổng là headset dành cho tai nghe, có tích hợp là micro để chúng ta có thể ghim vào, để có thể là vừa kiểm âm và chúng ta có thể là vừa sử dụng mic có sẵn ở trên tai nghe. Đó, rồi ok. Tiếp đến bên cạnh thì chúng ta sẽ có cổng jack là 3.5 để có thể là dành cho tai nghe kiểm âm. Tiếp đến bên cạnh thì chúng ta sẽ có với cổng là micro USB 5V. Với cổng này thì sẽ sử dụng để sạc cho chiếc sâu cạc này khi mà chúng ta sử dụng bị hết pin. Ngoài ra các bạn cũng có thể là sử dụng để có thể là kết nối lấy nhạc từ PC với chân jack cắm là micro USB. Tiếp đến bên cạnh thì chúng ta sẽ có jack là music để có thể lấy nhạc. Ở đây thì các bạn sẽ ghi một đầu là micro và đầu còn lại là 3.5 để có thể lấy nhạc từ các thiết bị, ví dụ như điện thoại. Rồi ok, và hai jack còn lại thì chúng ta sẽ có jack 1 và jack 2 là line 1 và line 2 để có thể live stream cùng lúc với hai thiết bị. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là live với hai tài khoản trên hai mạng xã hội khác nhau. Đó, rất là ok các bạn nhé. Rồi ok, vừa rồi thì chúng ta đã vừa tiến hành cắm kết nối dây jack hoàn tất để có thể chuẩn bị live. Bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua những cái hiệu ứng có ở trên sau cạc V8 Bluetooth nhé. Đầu tiên, nếu có thể tắt bằng nguồn thì chúng ta sẽ nhấn giữ vào đây. Khi mở lên thì chúng ta sẽ thấy là đèn tín hiệu đang nhấp nháy, đó là khi mà chúng ta đang tìm kiếm thiết bị có thể ghép nối Bluetooth. Các bạn có thể là sử dụng với các thiết bị không dây để có thể là cấp nhạc nền cho sâu cạc này. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai lúm vặn. Lúm vặn đầu tiên là để có thể tăng giảm echo, là độ vang của mic. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có là tăng giảm âm lượng của micro mà các bạn sử dụng. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có tăng giảm âm lượng chép, tăng giảm âm của pad. Và bên cạnh thì chúng ta sẽ có là tăng giảm âm của bản thu mà các bạn ghi. Tiếp đến thì chúng ta có là tăng giảm nhạc nền. Và cuối cùng là tăng giảm âm lượng tổng và tai nghe kiểm âm của bạn sử dụng. Phía dưới ở đây thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 chế độ âm thanh. Đầu tiên là chế độ âm thanh nhại. Ở đây thì bên trong các bạn sẽ có 3 mức độ này. Nhại thấp là nhại trung bình và nhại nhiều nha các bạn nhé. Khi mà chúng ta bấm vào thì nó sẽ tự động là áp dụng. Alo, đây thì mình đang test các chế độ ở trên sâu cạc V8 có. Khi mà chúng ta bấm vào thì nó sẽ nái giọng như kiểu là auto-tune vậy. Đó. Và tiếp theo với chế độ này là cái chế độ mà lái giọng của các bạn, như là trẻ em này cho đến người già, trẻ nam nữ nhá các bạn nhá. Đó. Ở đây thì mình đang test các chế độ có ở trên sâu cạc V8. Đây thì mình đang test chế độ có trên sâu cạp V8. Tiếp theo với hai cái chế độ ở bên cạnh đây thì để sử dụng khi mà chúng ta hát karaoke nha các bạn nhé, rất phù hợp. Và bên cạnh thì chúng ta sẽ có là chế độ MC phù hợp để các bạn có thể đọc văn bản. Và với cái chế độ cuối cùng là chế độ tách nhạc nền. Khi mà chúng ta nói cái hát ấy thì nhạc nền sẽ tự động ra để có thể là tôn giọng của các bạn lên. Và khi mà chúng ta
không nói hát nữa thì đương nhiên rồi, nhạc sẽ trở lại với mức âm bình thường. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 chế độ âm thanh, hiệu ứng âm thanh như là vỗ tay, hôn, đấy, rất là nhiều những hiệu ứng âm thanh để các bạn có thể sử dụng giải trí khi mà chúng ta live stream nhé. Đô la nhà nó sẽ sáng, nhắm mắt suy tay đằng sau dưới đấm mộ, kiếp người là cát bụi vô như ngọn đèn trước gió ai ngờ, nhân sinh tiền bạc là vô số, vật chất tiêu tan giàu sang không lũy tàn, sống sân si đời như ni không đáy, buông tay về trời đời bóng hóa khô khóc. Rồi ok, vừa rồi thì mình đã vừa review khá chi tiết về sau cặp V8 Bluetooth phiên bản mới. Và nếu như anh em đang có nhu cầu đặt mua combo như mình đã kết nối ở đây thì mình sẽ để đường link đặt mua sản phẩm ở bên dưới phần mô tả của video nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để được nhận những thông báo, những video mới nhất từ bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tới. Xin chào.